Quý vị phụ huynh chú ý, nếu con em của quý vị từ 5 tuổi trở lên, các em có nguy cơ bị cận thị. Theo thống kê, 90% trẻ em châu Á mang kính cận có tình trạng cận thị nặng hơn sau mỗi năm. Đề phòng tình trạng gia tăng độ cận có thể giúp ngăn chặn bệnh mắt gây nguy hại cho các em. Mùa hè này, AutoK Therapy được bớt 1.000 Mỹ Kim, hãy cho con em của quý vị một món quà ánh sáng. Bác sĩ Vương Linh Trì có kinh nghiệm hàng chục năm đã giúp hàng ngàn trẻ em kiềm chế độ cận thị không tăng lên. Gọi ngay để được tham khảo miễn phí 714-530-2006, 714-530-2006.